Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới 30 tập luôn luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi mới tổng hợp. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 20 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay xoay quanh một sự kiện vô cùng kỳ dị xảy ra tại đập thủy điện Tam Hiệp, Trung Quốc. Sau hàng loạt những tai ương đe dọa vỡ đập trong thời gian qua, theo đó vào lúc 12 giờ trưa ngày 19 tháng 7, toàn bộ nước trong hồ chứa Tam Hiệp bất ngờ ào ạt chảy ngược về phía thượng nguồn, sau đó cạn trơ đáy trong vòng 2 tiếng, khiến cho nhiều người cảm thấy hoang mang tột độ. Tất cả chưa dừng lại ở đó, khi dưới sông liên hồi vọng lên những tiếng gầm gừ vô cùng thảm thiết, nhưng khi mọi người chạy tới và nhìn xuống thì xung quanh đã im ắng trở lại. Thay vào đó thì ai cũng phải rùng mình hoảng sợ khi dưới đáy hồ chứa lộ ra rất nhiều mảnh xương người phủ trắng một diện tích lớn và có cả một cặp quan tài đen bí ẩn. Nhưng khi tiến hành đưa những mảnh xương và quan tài này lên bờ thì mặt đất bỗng nhiên rung lên dữ dội, hệt như một trận động đất và con đập Tam Hiệp cũng rung lên không ngừng. Bầu trời thì trở nên tối mịt, đồng thời nổi những cơn giông bão và mưa lớn như trút. Nhiều người cho rằng rất có thể đây là xương người chết oan do thảm họa lũ lụt bị cuốn trôi, mất tích và kẹt lại ở đập nước Tam Hiệp. Vì lý do nào đó nên xác những người này không thể nổi lên. Thông tin về sự việc kỳ lạ này đã nhanh chóng lan truyền khiến cho nhiều người dân đại lục hoảng loạn. Trong khi đó thì nhiều người tin vào thuyết tâm linh, tin rằng đây chắc chắn là một điềm báo cho những thảm họa sắp giáng xuống. Nên họ đã tự phát mời một pháp sư đến để đuổi tà ma. Các nhân chứng cho biết chính quyền tỉnh Hồ Bắc cũng đã mời các chuyên gia văn hóa dân gian xuống kiểm tra và điều hàng ngàn công nhân xuống hồ để nạo vét phù sa dưới đáy hồ thủy điện Tam Hiệp nhằm gia cố bờ kè, đồng thời thu gom những mảnh xương người, rác thải và tìm cách đưa hai quan tài đen lên bờ. Theo quan sát thì hai quan tài này được làm từ loại gỗ long não vô cùng quý hiếm vào thời cổ đại Trung Quốc cách đây 5.000 năm. Và tại sao nó lại xuất hiện ở đáy hồ thủy điện Tam Hiệp thì không ai có thể đưa ra được câu trả lời. Cũng theo thông tin cho biết thêm, điều kỳ lạ là những mảnh xương người cùng hai quan tài đen này kẹt cứng trong lớp bùn, dù có làm thế nào cũng không thể kéo ra được. Hơn nữa, nắp và thân quan tài không hề có kẽ hở, dường như chúng được đúc nguyên một khối, dù có tới hơn 100 người lớn cũng đẩy thật mạnh. Nhưng nắp quan tài không mảy may di chuyển. Không còn cách nào, người dân chỉ còn cách đào hết lớp bùn để mang chiếc quan tài lên. Thế nhưng, đào mãi xuống 2 mét thì vẫn không thể tìm thấy đáy của quan tài. Cuối cùng họ quyết định dừng lại và đi mời một thầy phong thủy. Dưới sự điều khiển của thầy phong thủy và khấn bái theo phong tục địa phương thì chính quyền đã mở được nắp quan tài này. Loay hoay khá lâu thì họ mới mở được nắp hòm. Khi mở ra thì bên trong quan tài chứa đầy nước với hai thi hài nổi chính giữa và rất nhiều cá nhỏ bơi xung quanh xác chết. Thế nhưng, dù làm thế nào, người dân cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của người nằm trong quan tài, có vẻ như một làn sương mù bao phủ khắp cơ thể người chết. Nhưng ngay sau đó, bầu trời bỗng nhiên tối đen như mực, mặt đất rung chuyển dữ dội kèm theo gió to và mưa lớn, trút xuống không ngừng, khiến ai nấy cũng đều hỗn loạn bỏ chạy. Nhưng rùng rợn nhất là vụ việc này chỉ kéo dài khoảng 5 phút sau khi mưa tạnh. Người dân trở lại hiện trường thì hai chiếc quan tài cùng những mảnh xương người đều đã biến mất, không chút dấu vết, để lại trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Theo lời thầy phong thủy thì hai chiếc quan tài này là của rồng ở dòng sông Trường Giang. Nếu như con người cố chấp di chuyển nó thì khả năng tương lai sẽ xảy ra lụt lội nghiêm trọng và sự sống của con đập Tam Hiệp cùng người dân dưới hạ lưu sẽ bị đe dọa. Chính vì thế, việc chiếc quan tài biến mất lại là việc tốt đối với mọi người. Tuy nhiên, với những chuyên gia và người dân chứng kiến việc tìm thấy hai chiếc quan tài đen, thì trong lòng họ vẫn mãi còn rất nhiều thắc mắc chưa được giải đáp. Đó là vì sao chiếc quan tài bị bịt kín và vẫn có cá sống ở bên trong? Tại sao bao nhiêu năm mà chiếc quan tài không hề bị nước cuốn trôi? Và những mảnh xương người kia có phải là của những người chết do lũ cuốn về đây hay không? Cũng theo nhiều nguồn tin khác tiết lộ, khi chuyên gia văn hóa dân gian xuống kiểm tra lần nữa, nhưng chưa kịp tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì một chuyện kỳ quái khác lại phát sinh. Họ phát hiện ra các công trình bằng đá bên dưới hồ bao phủ một khu vực xấp xỉ 2,4 đến 2,7 km2. Trong cụm kiến trúc cổ được tìm thấy một công trình hình kim tự tháp cao hơn 20 mét,
dùng phương pháp định nhiên đại carbon đối với vỏ sò xám và các khối đá, người ta xác định thành phố cổ này có 1.755 tuổi, tức là bị nhấn chìm trong khoảng thời gian nhà Hán. Thành phố cổ này có khả năng là những gì còn sót lại của thời kỳ nhà Điền. Một nước cổ với nền văn minh tiên tiến biến mất sau năm 86 trước công nguyên. Vậy tại sao nền văn minh cổ này lại kết thúc số phận bên dưới Hồ Tam Hiệp? Một số chuyên gia cho rằng thành cổ bí ẩn đã rơi vào lòng hồ trong một trận động đất. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp nào đủ thuyết phục để giải thích về sự tồn tại của thành phố cổ bên dưới lòng hồ Thủy Điện Tam Hiệp. Nhưng khi vẫn loay hoay tìm kiếm câu trả lời, thì hai tiếng sau, dòng nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn lao tới, khiến nhiều người phải tháo chạy. Tất cả mọi thứ trở lại bình thường, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Được biết, những thông tin về sự kỳ bí xảy ra ở đập Thủy Điện Tam Hiệp đã bị chính quyền Bắc Kinh cho phong tỏa lại và lệnh bắt giam những người đưa lên thông tin mạng xã hội. Những thông tin về con đập Tam Hiệp giờ đây vô cùng nhỏ giọt, chỉ có thể tới phỏng vấn các nhân chứng để ghi chép những gì họ kể lại. Và phóng viên của chúng tôi trực tiếp xem trên điện thoại của người dân. Cũng theo một đoạn video được người dân Trung Quốc ghi lại, trong đó cho thấy dòng thượng lưu của con sông Trường Giang cũng bất ngờ đổi chiều chảy ngược, khiến cho nhiều cư dân mạng lo ngại. Đây là điềm báo trước cho một thảm họa tiếp theo. Những người quay video kinh hoàng thốt lên, trong nhiều thập kỷ qua đi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng thế này, thật đáng sợ. Vậy nên giờ đây, khi dị tượng nước sông thượng lưu chuyển sang chảy ngược và nhiều điều kỳ dị xảy ra cho con đập Tam Hiệp cũng khiến cư dân mạng lo lắng, liệu đây có phải là điềm báo trước cho một đại nạn nữa hay không? Nhiều người cho rằng Trung Quốc liên tục xuất hiện dị tượng, nhân dân chịu vô vàn thống khổ. Đây là bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm vô số việc ác như tam phản, ngũ phản, thảm sát tại Thiên An Môn, bức hại Pháp Luân Công. Người dân lại tin lời nói dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tay cho cái ác. Người dân phải mau chóng tìm hiểu rõ sự thật, thoát khỏi các tổ chức đoàn đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cắt đứt quan hệ với nó, như thế mới có hy vọng. Đây không phải là lần đầu tiên hiếm hoi Trung Quốc xuất hiện dị tượng. Từ năm ngoái tới năm nay, cũng có vô số cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Như tháng 4 năm 2020, mưa đá mang hình dáng virus corona xuất hiện ở Trung Quốc, khiến cư dân bàng hoàng. Vào sáng ngày 28 tháng 4 năm 2020, thì bầu trời Thượng Hải đang trong xanh với nhiệt độ cao hơn 33 độ C. Đến gần trưa thì đột nhiên xuất hiện cuồng phong kèm theo sấm chớp vang dội. Theo dữ liệu giám sát của mạng lưới quan trắc sấm chớp Thượng Hải, từ 11 giờ đến 2 giờ chiều có khoảng 4.207 lần sét đánh, bình quân 23 tiếng sấm 1 phút. Âm thanh lớn đến nỗi mọi người dân thành phố hoảng sợ bị tưởng nhầm là xảy ra vụ nổ hay là động đất. Kính thưa quý vị, trong một diễn biến có liên quan, nhiều người trong số hàng triệu nạn nhân đang phải tá túc ở các trại sơ tán sau thảm họa động đất kép, sóng thần mới đây vẫn chưa hết sốc khi chứng kiến hàng trăm đợt dư chấn kinh hoàng. Sau đó, số người chết liên quan đến thảm họa kép nhiều đến nỗi, các giới chức địa phương đã bắt đầu đào mộ tập thể để chôn các nạn nhân thiệt mạng. Một ngôi mộ tập thể có diện tích khoảng 1.000m² đang được đào ở khu mộ Lô Châu, Từ Xuyên để sẵn sàng chôn gần 425 nạn nhân và sẽ được mở rộng ra nếu cần. Theo tờ báo địa phương đưa tin, vào rạng sáng ngày hôm nay tại Lô Châu, Từ Xuyên, hàng trăm ngôi làng trong một thị trấn không còn ngôi làng nào có thể trụ vững sau khi bức tường nước từ con đập Lô Châu chết chóc ập tới. Chớp nhoáng cuốn phăng mọi đồ đạc và cả những người thương yêu vẫn ám ảnh những nạn nhân sống sót. Trong các hình ảnh quay lại từ trên cao, có một số thị trấn rộng lớn sau khi hứng chịu hậu quả nặng nề từ trận động đất 7,5 độ Richter và sau đó là cơn sóng thần cao tới 10 mét. Từ một con đập bị vỡ gần đó vào sáng ngày 19 tháng 7 đã san bằng nhiều khu vực. Kinh hoàng nhất là các nạn nhân vẫn không ngừng được đưa ra từ đống đổ nát. Gây nhức nhối hơn cả có lẽ là hình ảnh của những người sống sót lần tìm trong từng túi đựng thi thể để tìm kiếm những người thân mất tích của mình. Theo tường thuật của tờ báo Trung Quốc đưa tin, khoảng 120 người được cho là có thể đang bị chôn vùi trong đống đổ nát của một khách sạn. Các nhân viên cứu hộ cho biết họ đã nghe thấy những tiếng gào thét và tiếng khóc của trẻ con trong đống đổ nát này. Một cư dân địa phương có tên là Lin Ninh nói với báo giới, hàng trăm thi thể được tìm thấy ở các làng mạc hạ lưu con đập Lô Châu và giới chức sợ rằng nhiều người có thể đã bị bùn và đất đá vùi lấp sâu hàng chục mét. Trong đó nhiều người sống sót tuyệt vọng phải đối mặt với nhiều đêm liên tiếp ngủ ngoài trời, xếp hàng để nhận thực phẩm cứu trợ và nhiều nơi đã xảy ra tình trạng hôi của hỗn loạn,
ai cũng có như lửa đốt trong người. Đó là cảm xúc chung của những người sống sót đang mong ngóng tin tức về người thân mất tích. Anh Lee Sin Jao, một người địa phương được điều trị tại Bệnh viện Quân đội Lô Châu vừa khóc vừa kể lại thời khắc động đất cực mạnh làm rung chuyển căn phòng khách sạn ở tầng 5, nơi anh ở cùng với vợ và con gái. Hoàn toàn không có thời gian để chúng tôi tự cứu lấy mình. Tôi bị quăng quật vào những bức tường đổ nát. Tôi nghe thấy tiếng vợ kêu cứu, nhưng sau đó hoàn toàn im lặng. Tôi không biết cô ấy và con tôi ra sao, chỉ biết cầu mong họ an toàn, anh Zhao kể lại. Với những người mất tích, người thân mong mỏi lớn nhất của họ là tìm được thi thể của họ. Thế nhưng không ít trường hợp chỉ có thể tìm thấy người thân mất tích trong những chiếc túi đựng thi thể. Tàn khốc nhất chính là giới chức trách Trung Quốc đang chuẩn bị một lễ chôn tập thể cho các nạn nhân. Giữa lúc lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm, cứu hộ những người mất tích mắc kẹt trong đống đổ nát. Theo trang ABC, khu vực gần tâm chấn của trận động đất thậm chí không còn có nhà nào trụ vững. Gia đình anh Baiju có tới 7 người thân mất tích trong khi thảm họa kép tấn công làng giữa lúc cả gia đình đang ngủ. Sau một ngày vật lộn tìm kiếm, đến sáng ngày 20 tháng 7, Baiju đã tìm thấy thi thể con trai anh ở một sân bóng đá địa phương, nơi đang trở thành nhà xác tạm thời. Tôi không thể nhận ra mặt con trai, tôi chỉ nhận ra con qua quần áo, người còn không còn chỗ nào lành lặn. Người cha khắc khoải, đây là đứa con duy nhất của chúng tôi, đó là tài sản vô giá của tôi đau đớn lắm, chúng tôi buộc phải chôn cháu càng sớm càng tốt. Nói về những thiệt hại nghiêm trọng và thảm họa kép này mang lại, cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc sáng nay đưa ra con số trên dựa vào báo cáo từ các cơ sở y tế tại Lô Châu, Tứ Xuyên và là một trong những địa phương bị tàn phá nặng nề nhất. Các bệnh viện tại địa phương đang quá tải khi phải điều trị cho hơn 540 người bị thương và nhiều người nằm ngoài trời. Ông Chu Man, giám đốc bệnh viện địa phương cho biết họ đang rất cần một bệnh viện dã chiến, giường, thuốc men, mùng mền và nhân viên y tế. Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh đến mức độ thiệt hại vật chất nghiêm trọng khi hàng ngàn ngôi nhà, bệnh viện, khu mua sắm và khách sạn đổ sập. Theo hãng tin AP, một cây cầu lớn được xem là biểu tượng của địa phương đã bị phá hủy hoàn toàn trong lúc giao thông trên con đường cao tốc duy nhất bị tê liệt do lở đất. Ngoài ra, thì đội cứu hộ cũng rất khó khăn khi tâm chấn của trận động đất nói trên nằm ở độ sâu 10 km. Gần thị trấn Lô Châu, nơi địa phương có gần 300.000 người sinh sống này được cho là bị tàn phá nghiêm trọng hơn so với Bình Lương. Theo ông Chu, nhà chức trách vẫn chưa nắm được thông tin về mức độ thiệt hại do hệ thống liên lạc bị gián đoạn. Đáng chú ý là ở thị trấn này có 14 người thiệt mạng, 98 người bị thương trong trận động đất cấp độ 6,7 độ Richter xảy ra vào 4 giờ. Trước trận động đất mạnh nói trên, quân đội, cảnh sát và cơ quan tìm kiếm cứu hộ đã cử người đến tham gia tìm kiếm người mất tích, thi thể nạn nhân và khắc phục hậu quả. Dù vậy, nỗ lực cứu hộ đang gặp phải khó khăn bởi hạ tầng hư hại, tình trạng mất điện trên diện rộng và khó khăn trong việc liên lạc. Tại những nơi bị động đất, sóng thần tàn phá, giới chức Trung Quốc cho biết Lô Châu và khu vực xung quanh đã hứng chịu ít nhất 100 cơn dư chấn theo sau trận động đất mạnh 7,5 độ Richter. Nhà chức trách Trung Quốc giục người dân không về nhà và tránh xa các tòa nhà do nguy cơ có các cơn dư chấn vẫn còn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!